danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau nơi đây trong thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Trong thánh lễ này chúng ta phần dự nghi thức thánh lễ an táng cho bà Christina Thị Lý. Chúng ta khẩn cầu cầu Chúa nhờ lời dưỡng cầu của mẹ Maria và các thánh. Xin Chúa thương cứu vớt bà, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm của bà, và xin Chúa sớm rước linh hồn bà về hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành một nhiệm thánh. Con thua nhận cùng Thiên Chúa toàn thắng. Các ngài sẽ xét xử các quốc gia
sẽ cai quản các dân tộc và Thiên Chúa của các ngài sẽ trị vì muôn đời. Ai tin tưởng vào Chúa sẽ hiểu biết chân lý, và kẻ tín trung sẽ được ở bên Chúa trong tình yêu, vì ngài ban ân sủng và tình thương cho các thánh của ngài và viếng thăm những người ngài tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm bao trùm toàn cõi
đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời bị che khuất, màn đền thờ bị xé ngay chính giữa. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người trúc hơi thở. Và này có một thành viên của thượng hội đồng tên là Giuse, một người tốt lành và công chính. Ông đến gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Ông hạ xác người xuống, lấy tấm vải gai lên người và đặt người trong một mộ đá đục sẵn, nơi chưa tán xác ai. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đến mộ mang theo thu thơm đã dọn sẵn. Các bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng khi bước vào, các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà phân vân về việc đó, thì này có hai người đàn ông đứng bên các bà, y phục sáng chói. Trong lúc các bà sợ hãi và cúi mặt xuống đất, thì hai người kia nói với họ: Sao lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi. Đó là lời. Bây giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ra ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn xác con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Con người thân xác phàm trần của Chúa Giêsu đã chết thật. Cái chết của Chúa Giêsu làm cho mẹ của người. Cái chết của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ và các bà theo Chúa rất đổi buồn phiền.
đối với các môn đệ thì tất cả đều dường như không còn lối thoát nữa, bởi vì Chúa Giêsu thầy của mình đã chết. Họ không còn nghe được cái tiếng nói quen thuộc và cũng không còn nghe những cái bài giảng có sức thu hút. Họ không còn thấy Chúa Giêsu thầy của mình thực hiện những phép lạ hay chữa bệnh nữa. Đối với họ, không còn niềm hy vọng phục sinh. Đối với họ, chỉ có sự thương khó và cái chết, và tất cả lịch sử đều chấp tận. Những người đàn bà đã đi đến mồ để ướp xác một người chết. Đối với các bà cũng vậy, các bà cũng đầy thất vọng. Nhưng vào rạng sáng, lúc thành Jerusalem đang ngủ, các bà đã mạo hiểm ra khỏi thị trấn để đến ngôi mộ mà người ta đã chôn cất xác thầy của mình. Các bà cũng không tưởng tượng đến cái việc Chúa Giêsu thầy của mình sẽ sống lại. Đùng một lúc, các bà lại làm ngạc nhiên khi nghe tiếng của Chúa nói qua sứ thần của người. Sao các bà lại đi tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng người đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều mà người đã nói với các bà hồi còn ở Galilee, là con người phải bị đọt vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Một lời nói như thế, một cái bản tin như thế phá vỡ đi sự u buồn của các bà. Người không còn ở đây nữa, thầy Giêsu của mình không còn ở đây nữa, nhưng người đã sống lại. Tất cả các điều này đã xảy ra rồi, đã được thực hiện rồi. Không ai nhìn thấy những khoảnh khắc của sự sống, không ai có thể mô tả được điều đó. Các bà và những người khác không thể nào hiểu được, bởi vì sự phục sinh là một cái hành động của Thiên Chúa, là một việc làm của Thiên Chúa. Chúa đã sống lại và mặc khải điều đó cho các bạn. Ngôi mộ trống làm bằng chứng cho các bạn. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Chúa sống lại là một niềm hy vọng của mọi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta cùng chết với người qua cái việc chúng ta chịu phép rửa, sống đời sống đạo đức theo như lời người đã dạy, thì chúng ta cũng được sống lại như người trong cuộc sống đời thường. Chúng ta luôn luôn bị ám ảnh về cái chết, bởi vì chúng ta thấy trước mắt chúng ta, như trường hợp của bà Christina đi, sự chết không thể nào tránh được. Nhưng mà chúng ta luôn luôn hy vọng vào lòng Chúa nhân từ ban cho chúng ta sự sống lại, sự sống đời đời. Sự sống này rất là quý trọng. Nó quý vì theo như thầy của mình, thầy Giêsu đã tiên báo rằng trong sự sống đó, con người sẽ gặp được Chúa Cha, hưởng hạnh phúc bất diệt. Sự sống đó là vĩnh cửu vì nó không bị trộm cắp lấy được, không bị moi mọt đục khoét được. Và Chúa Giêsu trong đời sống giảng dạy của mình
luôn luôn kêu gọi các môn đệ của mình hãy tìm đủ mọi cách làm thế nào để chiêm cho được sự sống đó, sự sống đời sau. Bởi vì sự sống này mới là mục đích cuối cùng của đời con người. Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Chúng ta thì đặc biệt chắc bà Christina đi ao ước được như thế, ao ước được sống lại và sự sống đời sau. Thưa anh chị em, theo một nghĩa nào đó, bà Christina đã nhận ra giá trị của sự sống đời sau và bà đã đi tìm nó. Để đi tìm, để bảo vệ sự sống đó, bà đã sống cuộc sống đức tin của bà, giữ vững đức tin với đời sống tôn giáo, sống đức hạnh của một người của trong một cái xã hội, ăn ngay ở lành, thực hành điều thiện, sống và tuân giữ phúc âm của Chúa, giới răn của Chúa, nuôi dạy con cái của mình theo đường lối của Chúa đã ấn định. Bà còn có một công lao lớn nữa, đó là giáo dục con cái mình nên người. Bà đã nuôi dưỡng con cái bà lúc sinh ra cho đến khi chúng nó lớn lên. Sau đó, bà còn muốn cho mình có một người con sống cuộc đời phó thác cho Chúa. Bà đã giáo dục và hướng dẫn để chúng ta có cha Giuse nguyện tiến qua đây. Hy vọng với những gì bà đã sống để nuôi dưỡng bà đã đủ sức đi về trong Chúa và sống với Chúa, nghĩa là bà được sự sống đời đời. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho bà thân mẫu của cha Giuse. Xin Chúa chúc lành cho bà và cho gia đình bà. Xin Chúa ban cho bà được sự sống lại, cho bà được hưởng nhan thánh Chúa sớm hết sức có thể, vì bà đã tin lời Chúa và đã sống lời đó.